xong đâu còn nữa. Tạo nút à? Em ấn phím F nào. Hết rồi ạ. Ấn vào phần create kia chưa? Rồi ạ. F nào. Xong được. Lỗi rồi. Mở một giao diện mới đi. Đây đây, có nút đây đây. Sao tạo đường hay là tạo luôn cái mặt phẳng kia cô? Làm gì có tạo mặt phẳng nào đâu. Yếm bảo là vào một D này, vào hyperbin này. Không, em tạo các bước như của cô vừa rồi ấy. Bây giờ tạo không cần làm gì. Em vừa đoạn đấy em mạng hơi giật giật. Tạo con vừa nền đi. Nhấn chuột phải vào cái khoảng trắng này. Đây ạ. Nhấn chuột phải vào. Và từ dưới này rồi chọn tạo là confident này. Thứ tư rồi. Đặt nó là đặt tên nó cần phải một tên. Rồi. Tiếp tục tạo vật liệu là nhấn vào khoảng trắng này, nhấn chuột phải vào khoảng Vào clip ạ. trắng. Chọn là material vật liệu. Assume. Đây ạ. Material kìa. Material. Nữa 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 thôi chứ mà. Đấy đấy. Ừ. Vào một đi chưa cô? Xong vào hyperbin chưa? Được, bây giờ tạo đến property nữa. Em thiết lập cái thông số của vật liệu đi. Đây này, kéo cái ở dưới, dưới. Để chuột vào cái vùng này này, kéo nó cao lên. Kéo lên trên này. Đâu ạ? Đây này, em để chuột xuống cái điểm này đi. Xuống cái điểm ngang này này. Bạch ngang này. Chứ phải à cô? Trái đâu, em để vào cái vạch này để cho nó hiện ra cái đấy, đúng không? Kéo lên nữa đi, rồi nhấn vào cái material này. Rồi ở dưới này chọn nhập e này, một cái chị e enter rồi nu này, hệ số con sâm này, 13 đúng không? Thì em muốn cho giá trị nào được 0,3 cũng được, 0,2 0,5 thì lớn quá, tầm 0,2 đến 0,4 rồi. RHO này chị thường enter rồi. Đấy là cái vật liệu này. Tiếp theo tạo đặc tính hình học đi. Nhấn vào khoảng trắng này, tạo đặc tính. Rồi, property. P. P kìa, pro kìa. P. Property. Ở trên cái religion kìa, chữ R ấy, trên 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 chữ R. Đúng rồi, trong cái create. Cuối ở cuối chữ P cơ mà. Chữ apply, dưới chữ apply. Dưới. Dưới chữ apply. Đấy property đây. Chọn màu cũng cái giá trị à cô. Cái khác emoji này, cái là chọn cái thẻ của đặc tính hình học, chọn là T rốt. Một chọn là T R O D, nên là chọn đó đúng không?
Rồi cái material update cái vật liệu vào cái từ material. Nó luôn là mát một ạ. Chọn đã tích vào đây đã. Chưa được rồi. Tích vào cái tròn tròn ở trước này. Okay. Rồi bây giờ tạo vi section này. Một D kìa, ấn vào hyperbin kìa, hyperbin đúng rồi, standard section đúng rồi. Mấy cái giá trị này thì như nào cô ạ? Tùy em cứ để thế nhỉ. Cái giá trị bên này là nó đã tính ra rồi, còn bên này là tính các ứng suất các chiều. Em chỉ cần nhập cái thông số A này, B này và cái T này. À, thì bữa đấy cô bảo là 10 với cả 0,0. Cô thì không dùng cái loại này. Em dùng loại này, em thích nhập bao nhiêu thì em nhập. Nhập 10.000 à? Em nhập ví dụ cái này là 5 đi chẳng hạn. Không thì em để nguyên. Để nguyên. Để nguyên được rồi khác đi. Rồi ạ. Khác ở đây này. Rồi. Tiếp theo mình vào line rồi cô. Xong rồi vẽ cái đường thẳng từ cái điểm này. Chưa, mình lại vào lại cái property đã. Ấn vào property đi bạn. Đúng không? Anh nặng quá. Là mấy ạ? À, thoát lại đi đã. Ấn return đã. Return. Ấn vào chỗ biên section đi kìa. Bên dưới. Bên dưới cái cột vừa nãy. Bên dưới. Beam shaft kìa. Bên dưới cứ ô bên dưới. Đấy đúng không? Beam section, beam shaft. Beam shaft. Ấn vào cái. Mày lại chọn như vừa nãy. Rồi, beam section. Đó, đã rồi, ok. Đúng không? Ok, ok. Đúng rồi. Ok. Đấy, ok. Chọn cái 1D đi. Cái đầu tiên, cái đầu tiên mày tạo ấy. Đúng không? Ấn vào cái 1D đầu tiên mình tạo. Rồi ấn vào chỗ property của nó. Đấy. Nhập cái property vào. Material này thì vứt để nguyên được không? Chọn luôn rồi gì nữa. Rồi còn gì? Rồi bây giờ là... em vào 1D đã tạo được 2 nút chưa? Chưa. Tạo thêm 1 nút nữa đi. Hai nút rồi. Em xoay mô hình đi, xoay ra kia. Ấn vào cái trục tọa độ ở bên trên. Để là 2 đi xem nào. Nhấn chữ F nào. Lỗi rồi. Thử zoom ra xa nào. Bạn lên cái bấm vào cái trục tọa độ xyz kìa. Đúng rồi đấy, cái xyz cái kính lúp cũng được. Đều ạ. Cái này cái đây. Đấy. Vẽ đường thẳng không? Ừ. Chọn cái phần SPI này thôi. Mỗi đến đây thôi cô ạ. Kia thì chia đường chia và chia ô trên đường thẳng em chưa rõ lắm. Em vào 1D đi. Return vào 1D đi. Rồi vào line next nào. Để create ạ. Line next cơ. Line next. Line next. Return đi. Đây này vào cái phần. Line next cột 4 nhờ. Lâu ngày gắt thế nhỉ. Bé tôi để có gì nóng quá thằng quá
Chọn đường đi, chọn đường. Bắt dậy đi. Well. Chọn thuốc dậy của em. Thế nên em chịu được không ạ? Rồi bây giờ để cái này này, để hiển thị cái... Cô cho bạn khác làm gì để mình chịu. Này này, em vào đây. Máy đang làm rồi tự nhiên. Thế nên không loát được nữa. Đây, chọn. Crowd. Chọn cái thứ hai. Cái thứ hai. Không mà sao anh em ra được màu này của tôi nó ra nó trong suốt. Trong suốt là em để sang cái chế độ này nè. Và đây là cái chế độ này nè. Cơ của em nó không hiện chữ crowd được em nhỉ? Chỉ... À, tao không hiện chữ crowd. Nó vẫn kiểu nó kiểu nó trong suốt. Đâu, ừ. Trong suốt đây nè. Rồi. Đâu bạn nào trong suốt đâu, xem là mình chưa. Hàng. Cứ để qua làm địa. Đến đây tao không. Quang làm xong rồi. Bạn Quang cắm điểm nhé. Đâu, của bạn nào trong suốt đâu. Kiểu vậy không. 8 điểm còn lấy không Quang ơi. Lấy chưa ạ? Lấy. Có cô ạ. Đấy cô. Đây thì em chuyển sang cái chế độ này. Chuyển sang cái dạng ấy bạn. Thấy chưa? Từ phí biểu ấy. Rồi bạn. Rồi tiếp theo bạn khác nào. Đâu của bạn nào bị làm sao không? Cô ơi, cô em hỏi vậy. Làm tiếp cái như vậy, làm tiếp từ đấy làm tiếp đi ạ. Bọn em quên mất rồi ạ. Đâu bạn Nguyễn Hoàng thì Nguyễn Hoàng Huy đúng không? Sao? Em. Ừ. Cái phần mềm của em nó không mở được file có sẵn ạ. Không biết bị làm sao. Xem màn hình đi xem nào. Đây này em. Bạn xem màn hình đi, Nguyễn Hoàng Long đúng không? Bạn Tùng bảo là cái phần nào chưa xong nhỉ? Chưa... Cô cho em. Cô cho em vào phòng đi ạ cô. Em làm trên lab với ông Đình Thuận. Được chưa? Vào được chưa? Chưa. Đúng rồi. Có file như này vậy. Đẹp chương trình nào vào anten 14.0 vào phần tutorial à, cái phần tutorial này của em thì khi lúc cài ấy khi lúc cài em không tích vào cái phần help rồi đúng không? Vâng. Có à? Có phần help vậy? Có tích vào phần help không? Có. Cái lỗi này giống lỗi của bạn Minh. Cái lớp 4 thì bạn đấy cài à, bạn đấy phải cài lại. Vâng, em vừa cài lại rồi. Tại vì nếu mà bây giờ em không có cái file help nhé, thì có cách khác là các bạn sẽ copy cái file file help của các bạn khác ấy, xong em mở trên cái file của em. Ví dụ bây giờ cô copy một cái file cô gửi vào nhóm chat sẽ không có mở được nhé.
Vâng. Đâu của tôi hướng ở phần nào thì xe đi em. Bọn em làm thì đấy em không biết làm, quên mất cách làm tiếp rồi. Đến bước đấy là xong rồi còn gì nữa. Đây là xong à? Ừ. Em thấy cô làm tiếp một cái gì nữa. Vừa nãy bạn ấy làm tắt một cái phần mà chia thành nhiều lưới nhưng mà thấy ok rồi. File của chúng ta là không ấy được, không gửi được. Tôi thấy em phải cài lại rồi, cô không copy được ra đây cho em. Ok. Thôi để em cài lại được ạ. Nhớ phải thì đâu để cô có vào Zalo cho em được không? Vâng vâng. Không được đâu, thế em phải cài lại rồi. Nhớ ở cái phần help ấy em phải tích nó vào nhé. Thì em tích phần help cả có cái phần tutorial ấy. Thì phải tích vào hai cái.